quý vị và các bạn thân mến, Đại Tuyết là tiết khí thứ 21 trong 24 tiết khí của Trung Quốc, cũng là tiết khí thứ 3 trong mùa đông. Trong thời điểm này, phần lớn các vùng ở Trung Quốc đã bước vào mùa đông. Nhiệt độ thấp nhất giảm xuống tới 0 độ C hoặc dưới 0 độ C. Song ở miền Nam Trung Quốc, cỏ cây vẫn xum xuê tốt tươi. Mùa đông, miền Nam Trung Quốc khí hậu ôn hòa, ít mưa và ít mưa tuyết, dòng lại nhiều sương mù và thường xuất hiện nhiều nhất vào tháng 12. Tục ngữ có câu, mùa đông tẩm bổ sang xuân quật hổ. Vào tiết Đại Tuyết, nhiệt độ khá thấp, lúc này thích hợp dưỡng sinh. Người ta thường ăn món củ cải nấu với củ mài, cẩu khởi, v.v. có tác dụng khá tốt đối với sức khỏe con người. Mùa đông, người Trung Quốc thích dùng tuyết để đun trà. Lá trà mềm mại chuyển mình trong nước, bốc lên hương thơm dịu dịu, y như tác phong quân tử. Trong cuốn Hồng Lâu Mộng, thứ trà mà Diệu Ngọc, Thết Đới Ngọc và Bảo Thoa chính là đun bằng nước tuyết. Người Trung Quốc thời xưa dùng tuyết đun trà rất cầu kỳ. Lấy tuyết, nhất là thứ tuyết đậm trên cánh hoa hay chưa chạm đất. Học giả thời nhà Thanh Trấn Quân từng có câu rằng, nước tuyết vị thanh nhưng mang mùi đất, đựng trong vại sạch, một vài năm sau mới dùng được.